Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã biết, trong video trước, Thế Sơn đã đưa cho quý vị thông tin giảm giá của 3 phiên bản Vios. Hôm nay, Thế Sơn sẽ đi chi tiết hơn về chi phí lăn bánh của chiếc Toyota Vios E số sàn. Sau khi được giảm giá, Toyota Vios E MT đang là một trong những dòng xe sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất trong phân khúc. Dòng xe này hiện được rất nhiều người trẻ ưa chuộng bởi mức giá xe phải chăng cùng với thiết kế hiện đại, tiện nghi và rộng rãi. Để lăn bánh được chiếc Toyota Vios E tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng xin gửi tới quý khách hàng bản tạm tính các chi phí và các khoản thuế để quý khách hàng chuẩn bị cho kế hoạch tài chính trước khi mua xe. Chi phí ban đầu là giá xe 490 triệu đồng. Chi phí thuế trước bạ 10% tương đương với 49 triệu đồng. Lệ phí đăng ký biển số 11 triệu đồng ở thành phố và 1 triệu đồng ở tỉnh. Chi phí đăng kiểm 340.000 đồng. Lệ phí sửa chữa cầu đường 1.560.000 đồng và 2.160.000 đồng đối với doanh nghiệp. Lệ phí tiếp theo là lệ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự 530.000 đồng. Chi phí bảo hiểm thân xe 7.350.000 đồng. Giá khuyến mãi tại thời điểm hiện tại là 20 triệu đồng tiền mặt. Vậy, tổng chi phí tạm tính lăn bánh của chiếc xe ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 539 triệu 780 ngàn đồng. Và giá này là giá tạm tính. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0911 55 44 55 để được giá cực tốt. Vừa rồi, Thế Sơn đã báo giá lăn bánh chiếc Toyota Vios E ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để quý vị tham khảo tài chính trước khi mua xe. Hiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng trong nước cũng như ngoài nước, và đặc biệt là có tài chính Toyota hỗ trợ 80%. Và bây giờ Sơn sẽ tính số tiền trả trước và khoản vay cho những ai có nhu cầu cần hỗ trợ tài chính. Ngân hàng sẽ hỗ trợ 80% tương đương với 392 triệu đồng. Số tiền cần trả trước là 147 triệu đồng. Và bây giờ Sơn sẽ tính bảng tạm tính 8 năm để quý vị tham khảo. Cảm ơn quý vị đã xem video. Hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam.
Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.